Dạ, hôm nay em sẽ phóng sanh tiếp cho anh Hổng Tường Phát 100 ngày mất của anh nha. Trời ơi, từ hồi anh mất tới nay á, nhà anh ai cũng phóng sanh cho anh hoài. Mỗi ngày 100k. Mong cho nghiệp chướng của anh được tiêu trừ, để anh có thể được đến thế giới tốt đẹp. Rồi hồi hướng công đức cho gia đình của mình. Dạ. Người mất thì không có biết là người sống cũng rất là khổ. Hôm nay là phóng sanh. Lúc hồi sống thì không có phóng sanh, nhưng khi mất đi thì phóng sanh. Nhưng mà cái công đức phóng sanh, cái phước báo phóng sanh đó, trong một cái khoảng thời gian ngắn á, có thể đủ để tạo phước được không? Dạ, rất là khó. Nên phải phóng sanh đúng cách, giải cứu động vật đúng cách. Những loài trong tự nhiên nó bị hại thì mình đem thả nó thì mới có phước. Còn mấy con nuôi nhốt để chờ đi làm thịt, đi thả nó ra, không phải môi trường, không có phước là bao nhiêu. Nước cạn nữa rồi anh em ơi. Cạn kiểu này thì rất là khó thả. Loại sinh nữa. Chuẩn bị nha. Bởi vì phóng sanh có 100.000, nên là chỉ có mua cá, tôm, tép, đồ bị dính bẫy lú thôi. Bẫy lú một chuyến người ta đi cũng mấy trăm ngàn, mình đi theo thì mình phải thả hết. Còn mình mua 100.000 á, mình phải đợi người ta mang về. Mang về rồi mình thả thì lúc đó nước nó cạn rồi, thì mình phải chịu cực, mình phải lội sinh. Còn nhiều tiền, phóng sanh nhiều thì giải cứu cá trong đăng. Những loài cá có giá trị kinh tế cao, đi theo làm luôn một chuyến như vậy á, sẽ tốt. Nên lúc nào phóng sanh theo kiểu này em cũng phải lội sình hết á. Em lội sình chắc hết tuần này nữa xong. Cuối tuần này em đi quay phim xây cầu cho cái anh bên Mỹ. Dạ. Anh gửi tiền xây cầu á, xây cầu nông thôn. Mà em khuyên rồi, khuyên với toàn thế giới, khuyên với mọi người, đừng bao giờ đi xây cầu là tạo nghiệp. Bởi vì đi xây cầu bắt đường cho con người đi lại lưu thông dễ dàng thì họ tàn phá thiên nhiên dễ hơn, chứ đâu có gì đâu. Tại sao những cây cầu nông thôn nó có? Bởi vì những người ta bán ruộng vườn đất đai. Dạ, họ là bán lấy tiền xài á, xong rồi họ đi đến nơi khác họ ở, thì họ phải đi vào sâu trong nông thôn. Thì sâu trong nông thôn thì đường xá nó hiểm trở, thì họ phải vất vả. Cái nghiệp đó là họ tự tạo, bởi vì ăn chơi quá. Ở dưới quê là ăn chơi là đề đốm đồ, cờ bạc đá banh đồ, rồi mượn tiền cho dây nặng lãi để ăn xài đồ á. Xong phải vậy, mình đi giải nghiệp cho họ, mình đi xây cầu nông thôn cho họ đi lại dễ dàng, rồi họ lại tiếp tục tàn phá thiên nhiên. Đi lại dễ dàng thì đất chỗ đó nó lên giá, con vật ở đó đã không được sống bình yên nữa, bởi vì có con người đến rồi. Dạ. Nên em không có đi xây cầu. Đường đi khó khăn gặp ghềnh như vậy á, người ta mới ít tới, thì môi trường thiên nhiên nó không bị hủy hoại. Đó. Đó, anh chị thấy không? Thiệt, ngày nào phóng sanh 100.000 nhưng mà nó cực lắm. Ây da. Ôi trời ơi.
Ơi đi xí, nó giỡn với con cọng. Đường vậy mà đi cái gì trời. Dạ chỉ có chuyển qua chế độ đi chân đất thôi. Thôi tí tí let's go ơi. Đó. Loại sình kiểu này hỏi sao bàn chân không nứt. Rồi người ta quăng mấy cái bao rác ra để làm cái đường đi cho nó dễ nè. Rồi người ta quăng đá đồ ra đó anh chị. Đây. Họ quăng đá đồ ra. Thì em đi lên em đứt chân. Cứ để sình đất vậy đi, đi thà nó lúng cũng không sao đâu. Mà muốn đi là cho nó êm chân, nhưng mà quăng mấy cục đá rồi từ từ nó cũng lúng. Đi rồi mình đứt chân à. Dạ cái chân em nó là bàn chân phẳng. Nên nó trơn, nó trơn, nó trơn. Trời, trời, trời. Đó. Ngày nào cũng đóng phim như thế. Ai hiểu được nỗi khổ này đâu. Nhưng mà phải làm đó. Bởi vì đây là phước đức thật. Phước đức có lại được rất là nhiều. Những con dưới sông này em thả nó trở về sông thì phước nó lớn không quý vị? Siêu to khổng lồ. Đi, đi xuống sông, thả, đi. Con đường này nó lầy quá. Kệ nó luôn đi. Dạ, phóng sanh cho anh Phát nha. Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy y Tăng không đọa súc sanh. Chúng sanh quy y Phật rồi, chúng sanh quy y Pháp rồi, chúng sanh quy y Tăng rồi. Tiêu trừ nghiệp chướng khổ. Hôm nay quý vị được cứu là nhờ ơn của gia đình anh Khổng Tường Phát hồi hướng công đức cho anh ấy. 100 ngày mất vì Covid-19 đó. Nên quý vị bỏ được cái thân này. Đừng có liếng tiếc. Sống được thì cứ sống cho nó tốt, hoàn thành cái trách nhiệm trong cái môi trường này. Còn chết thì cũng đừng có oán hận cái người nó hại mình. Mình đổi cái thân thể khác. Người ta hại mình, người ta giết mình thì người ta đổi cái phước báo của người ta cho mình. Quý vị đừng có buồn oán hận gì hết. Chuyện đâu nó còn có đó. Rồi xong. Em thả nha. Để em kiếm thêm chút tiền YouTube bèo bọt để nuôi thú. Hay da. Rồi em xin tắt cái video này và em chuyển thành cái video quốc tế nha. Rồi. Con làm cái gì vậy con? Con từ từ thôi, nôn quá. Hư cảnh hết con. Thiên nhiên đang đẹp nè.